Vào đầu tháng 2 vừa qua thì trong một cuộc gặp gỡ với giới trí thức văn nghệ sĩ thủ đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thông tin về việc thành phố sẽ cải tạo cầu Long Biên, cây cầu vốn được ví là tháp Eiffel nằm nghiêng của Việt Nam. Đây là một phần trong những giải pháp nhằm nâng cao đời sống văn hóa cho người dân thủ đô. Với nhiều thế hệ người Hà Nội thì cầu Long Biên đã trở thành một phần trong cuộc sống của họ, nên mà thông tin mà người đứng đầu chính quyền thành phố đưa ra được rất nhiều người quan tâm. Long Biên lung linh cây cầu, bên dòng sông mẹ đi vào sử xanh. Cầu xây từ trước chiến tranh, nhịp cầu uốn lượn bức tranh tuyệt vời. Với nhiều thế hệ người Hà Nội, Long Biên không chỉ là một cây cầu bắc ngang sông Hồng, mà đó còn là một không gian gắn liền với cuộc sống của họ, nơi mà mỗi người sẽ có một kỷ niệm khác nhau. Tuổi thơ là hay lên đây tắm sông, tắm trước là đi học đi chơi. Cầu Long Biên là một nơi mỗi khi mình rảnh rỗi mình thường để đi dạo. Cầu Long Biên đối với chúng tôi nó là đường đi nối lại để vào chợ, trong phố bán hàng. Nó là những cái gì thân thương nhất với những cái thương con người sinh ra và lớn lên Hà Nội. Cầu Long Biên là một phần cuộc đời với những người như bà Hạnh. Bởi cách đây đúng nửa thế kỷ, nó là một trong những trọng điểm bắn phá ác liệt trong chiến tranh chống Mỹ. Bà cùng nhiều đồng đội của mình đã chiến đấu anh dũng để bảo vệ cầu. Nhiều người đã nằm xuống, nhiều người đã bỏ lại một phần thân thể. Những ký ức tuổi trẻ đó còn nguyên trong những câu chuyện về cầu Long Biên. Mà tôi đời rất trẻ, tới 18 tuổi, hy sinh anh trên trận địa. Thì bọn bà đan mũ rơm và sẵn sàng khoác súng K-44 để trực chiến khi có còi báo động. Bà ra hầm cá nhân để mà trực chiến cùng với bộ đơn vị bộ đội để bảo vệ cầu Long Biên. Trong hàng vạn bức ảnh được nghệ sĩ nhiếp ảnh Quang Phùng chụp về Hà Nội, không ít là về cầu Long Biên. Đó cũng là nguồn cảm hứng với nhiều thế hệ các nghệ sĩ ở thủ đô, một nguồn cảm hứng chưa bao giờ vơi cạn. Bất cứ ai là người Hà Nội cũng đều có rất nhiều ký ức về cầu Long Biên. Một cái cầu mà nó đẹp cái lúc sáng tinh mơ, nó đẹp cái lúc khi mặt trời sắp lặn. Đối với tôi thì cái ấn tượng về cầu Long Biên là một thứ ấn tượng không thể nào xóa nhòa và nó theo tôi suốt cuộc đời. Cầu Long Biên đó